Vào thời điểm gần dịp Tết thì chắc là cũng rất là nhiều anh em quan tâm tới việc là mua một smartphone để mà phục vụ chơi Tết. Và trong đó thì cái nhu cầu chơi game với mức giá tương đối là hợp lý cũng sẽ là một trong những cái tiêu chí mình nghĩ rằng là nhiều anh em đặt ra. Tầm giá này để mà chúng ta mua một con iPhone chơi game tốt thì mình nghĩ rằng là ít nhất cũng phải là iPhone 8 Plus. Nhưng mà con này mức giá thì nó không dễ chịu lắm bởi vì cũ khoảng tầm 8 triệu cũng tương đối cao đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta nghiêng qua Android. Những con máy Android mà chạy con chip là Snapdragon 855 hoặc là 855 Plus thì mình đã có một cái video để anh em có thể lựa chọn rồi. Bây giờ thì mình sẽ hạ xuống một chút và lựa chọn ra những con máy với con chip là Snapdragon 845. Nó mức giá rẻ, tương đối là rẻ để anh em lựa chọn và chơi game nhá. Bây giờ chúng ta cùng nhau điểm ra những con máy này ở trong video. Và hiện tại bạn nào đang quan tâm tới việc là mua smartphone để mà chơi Tết thì hiện tại Bạch Long Mobile đang có rất là nhiều smartphone hay là tất cả các thiết bị công nghệ với mức giá tốt cũng như là nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Nên là bạn nào quan tâm thì đến trang web hoặc đến cửa hàng để tham khảo nhá. Đầu tiên thì mình sẽ lưu ý một chút rằng là trong video thì mình sẽ điểm ra những con máy mà vừa sạch tay vừa cũ bởi vì tầm này mà chính hãng mới mà có Snapdragon 845 và giá phải chăng thì nó rất là khó. Nên là hôm nay chúng ta sẽ chỉ đưa ra những con máy hàng cũ hoặc là hàng sạch tay mới cũng được. Và con máy trong danh sách này đầu tiên của mình sẽ là con Vivo IQ Neo. Đây đã từng là một con máy cũng tương đối là hot thời điểm đầu nó mới về Việt Nam bởi vì nó là con máy được xem là rẻ nhất mà chạy con chip Snapdragon 845 mà còn là hàng mới nữa. Mức giá ở đây mình tham khảo sẽ là khoảng hơn 5 triệu cho cái phiên bản thấp nhất của nó chính là RAM 6 và bộ ở trong là 64GB. Con máy này thì mình nghĩ rằng là hợp lý để chơi game bởi vì đầu tiên ấy thì ngoài phần cứng nó rất là tốt như mình đã nói ấy thì nó cũng sẽ có là tản nhiệt chất lỏng này, rồi là pin cũng rất tốt là 4500mAh và sạc nhanh là 22W. Tầm giá này khoảng hơn 5 triệu thì sạc nhanh tốc độ này là một cái tốc độ tương đối là cao và nó sẽ hơn so với những đối thủ của nó ở trong phân khúc. Em này cũng sẽ có màn hình màn hình AMOLED và còn có là cảm biến vân tay trong màn hình với tốc độ tương đối cao nữa. Thiết kế và camera sẽ là hai cái điểm mà con Vivo IQ Neo này thể hiện bình thường thôi. Đây sẽ là một chiếc máy mới tinh anh em có thể lựa chọn được chơi game mà chạy con chip là Snapdragon 845 nhá. Con máy thứ hai cũng cực kỳ là quen thuộc đó chính là con Xiaomi Mi 8. Với mức giá là khoảng 5 triệu rưỡi thì anh em sẽ có cái bộ ở trong là 64GB cùng với đó là phiên bản RAM 6GB. Kèm với đó sẽ là con chip tất nhiên Snapdragon 845. Những mặt khác ở trên Xiaomi Mi 8 thì mình sẽ điểm nhanh. Màn hình khá tốt, camera đẹp, pin đủ dùng. Thiết kế thì có phần là hơi cũ, đặc biệt là ở mặt trước ấy thì cái viền nó kiểu hơi dày và tai thỏ các thứ thì nó cũng sẽ viền đen nó hơi lớn một chút. Xiaomi Mi 8 thì từng là một con máy cao cấp của nhà Xiaomi nên là những cái mặt thể hiện của nó tương đối là đồng đều. Nếu anh em nào đang cần một con máy với hiệu năng tốt mà lại các mặt trải nghiệm nó không bị thọt ở cái mặt nào cả bởi vì những con máy mà thường tập trung vào cái cấu hình mà cái mức giá nó phải chăng ấy thì nó sẽ có thể là cắt giảm ở những cái mặt như là thiết kế camera thì Xiaomi Mi 8 lại không phải là một con máy như vậy. Và mình nghĩ rằng là tầm giá này anh em muốn lựa chọn một con máy hàng mới tinh với cấu hình tốt mà các mặt khác nó cũng ok thì Mi 8 sẽ là một cái sự lựa chọn tối ưu. Con máy tiếp theo trong danh sách sẽ là một con máy đến từ LG, đó chính là LG V35. Trong cùng tầm giá này chúng ta cũng sẽ có một đối thủ khác của nó lại cùng nhà sản xuất luôn, đó chính là LG V7. Nhưng mà mình vẫn sẽ ưu tiên V35 hơn ở trong cái danh sách những con máy mà phù hợp hơn với cái việc chơi game ở cùng cái tầm giá là khoảng dưới 4 triệu đồng này bởi vì có 3 lý do. Đầu tiên đó chính là RAM lớn hơn bởi vì LG V35 thì sẽ có RAM là 6GB, còn LG G7 ở cái cùng cái mức giá này á thì sẽ có cái phiên bản RAM là 4GB. Thứ hai đó chính là pin của LG V35 lớn hơn là 3300 so với 3000mAh. Và thứ ba nữa đó chính là màn hình con này thì sẽ không có khuyết điểm. Còn LG G7 thì có khuyết điểm có tai thỏ ấy thì mình nghĩ rằng là chơi game nó cũng sẽ không được ok bằng. Tức là đây là ba điểm khiến cho mình lựa chọn và thiên hơn về LG V35 khi mà anh em cần cái con máy để mà chơi game với mức giá tốt. Chứ mình không hề bảo là LG V35 thì sẽ tốt hơn LG G7 nhé. Những mặt khác ở em này thì thiết kế sẽ có kính và kim loại, rồi có cả kháng nước kháng bụi nữa. Tất nhiên là những con máy hàng cũ thì sẽ hên xui nhưng mà dù sao thì vốn dĩ là con máy này cũng đã sẵn được trang bị. Màn hình của LG V35 thì là một cái màn hình với độ phân giải là 2K Plus, rất là đẹp. Hai camera trên LG V35 thì cũng cho chất lượng tốt. Nhưng mà mình sẽ điểm qua một vài cái điểm lưu ý khi mà anh em định mua LG V35. Đầu tiên đó chính là về phần hiệu năng của nó thì nó chưa được tối ưu hóa tốt lắm. Nó cũng đến từ cái phần hiệu năng, tức là cái cấu hình phần cứng thì nó tốt nhưng mà cái vấn đề là
phần mềm nó tối ưu nó chưa thực sự tốt, khiến cho quá trình chơi game thì nó sẽ không được ok lắm và nó sẽ không thể hiện bằng những con máy có cùng cái phần cứng như thế này. Thứ hai đó chính là cái phần pin của con này thì nó cũng bình thường. Thứ ba đó chính là camera selfie thì nó cũng chưa ngon. Nhưng mà nếu để anh em lựa chọn một con máy chạy Snapdragon 845 giá ok nhất thì LG V35 hoặc là LG G7 sẽ là hai cái sự lựa chọn mà anh em sẽ không nên bỏ qua. Con máy thứ tư ở trong danh sách này sẽ là một con máy đến từ nhà Samsung. Và cụ thể ở đây sẽ là Samsung Galaxy S9. Mình thì đúng là kiểu cũng hơi bất ngờ một chút khi mà tra giá thì S9 Mỹ, hàng Mỹ nha, thì nó mức giá là khoảng 5,5 triệu hàng cũ. Tốt quá. Mình nghĩ rằng là mức giá khoảng 5,5 triệu cho một con flagship nhà Samsung, một tên tuổi không hề nhỏ, thì là một cái mức giá nó ngon lành. Nó sẽ thực sự đáng khi mà anh em lựa chọn một con máy mà đúng nghĩa là line new, theo kiểu là linh kiện các thứ thì chưa bị thay thế sửa chữa này, mọi thứ bên trong thì vẫn hoạt động tốt, hay là về phần ngoại hình thì nó cũng ok, nó chưa kiểu cấn móp quá nhiều. Còn về mọi mặt thì chắc là mình cũng sẽ không cần nói nhiều nữa. Màn hình đẹp này, thiết kế thì nó nhỏ gọn, nó cũng sang chảnh nữa. Chỉ có camera thì nó đẹp nhưng cái vấn đề là nó sẽ không đa dụng. Bạn nào cần đa dụng thì sẽ không phù hợp. Cấu hình các thứ thì nó cũng vẫn ngon lành. Chỉ có em này thì một điểm duy nhất đó chính là về phần pin. Những cái con máy mà không phải Plus trước đây của Samsung thì có S8 rồi là S9 này thì pin nó cũng tương đối là không tốt. Còn lại thì một con máy với cái thương hiệu tốt như này khoảng 5,5 triệu thì mình nghĩ rằng là vẫn là một cái sự lựa chọn tốt, ngon lành. Con máy cuối cùng ở trong danh sách của mình sẽ là một con máy đến từ một cái nhà sản xuất cũng tương đối là không được xuất hiện nhiều lắm, đó chính là Sony, cụ thể là Xperia XZ2. Ở đây cái phiên bản mình tham khảo sẽ là khoảng hơn 5,000,000. Đây là cái bản một SIM với RAM ROM lần lượt là 464 và tất nhiên sẽ chạy con chip là Snapdragon 845. Điểm mạnh trên con này thì sẽ là về phần màn hình đẹp này, thiết kế thì nó hoàn thiện rất là tốt và trải nghiệm hàng ngày thì nó mượt mà. Đây thì vẫn là những cái điểm mạnh vốn có của nhà Sony và hiện tại thì Sony Xperia XZ2 nó vẫn duy trì được những cái điểm này. Còn những cái điểm cần lưu ý sẽ là cái phần thiết kế nó hơi cũ này, rồi là camera thì nó sẽ thua thiệt hơn so với những flagship nhà Samsung cùng cái mức giá này, hay là pin thì nó cũng bình thường. Nói chung là cũng sẽ không có gì quá nhiều để nói về những con máy nhà Sony như này, bởi vì như mình thì như thế nó cũng ổn, nhưng mà cái vấn đề để mà nổi trội thì cũng chưa. Và tổng kết lại cả video thì mình nghĩ rằng nếu bạn nào mà thiên về cái việc là toàn diện thì hàng mới sẽ có là con Xiaomi Mi 8, còn hàng cũ thì sẽ có Galaxy S9. Đây là hai cái sự lựa chọn mình nghĩ rằng là nó hợp lý cho từng cái nhu cầu của các bạn. Còn nếu muốn rẻ nhất thì sẽ là con LG V35. Còn nếu muốn tối ưu nhất về mặt kinh tế thì cứ LG V35 hoặc là LG G7 thì nó sẽ cực kỳ là tốt, bởi vì chỉ với 4 triệu mà có chip cấu hình như thế này. Và đó là những smartphone mình đã tổng hợp ra trong video để anh em có thể dễ dàng lựa chọn hơn trong quá trình lựa chọn một con smartphone với cấu hình tốt để mà chơi game vào dịp cuối năm âm lịch nha. Anh em thấy còn con máy nào mà mình quên chưa kể tên thì có thể comment phía bên dưới để mình cũng như là các bạn khác có thể biết và có thể lựa chọn một cách dễ dàng hơn nhé. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên tiếp tục theo dõi các video khác trên kênh. Hẹn lại trong những video sau. Tạm biệt.